Bố Diễm My kể việc mất liên lạc với con gái gần 2 năm. Gia đình Võ Thị Diễm My đang rất lo lắng khi mất liên lạc với con gái gần 2 năm nay. Họ nói chỉ biết trông đợi vào cơ quan chức năng truy tìm giúp con gái. Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An đang truy tìm Võ Thị Diễm My 23 tuổi, quê ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Trao đổi với Dinh, một cán bộ điều tra công an tỉnh Long An cho biết, cơ quan chức năng truy tìm My để điều tra liên quan đến vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước Quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xảy ra tại Tịnh thất Bồng lai, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Vị cán bộ này cho biết là đến thời điểm hiện tại cơ quan chức năng chưa có bất kỳ thông tin nào về tung tích của Diễm My. Diễm My là ai? Võ Thị Diễm My sinh năm 1999, quê quán tại phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 9 năm 2019, Diễm My bỏ nhà và đến nhà bà Cao Thị Cúc để tu. Nơi này còn được gọi với cái tên là Tịnh thất Bồng lai. Vụ việc được gia đình cô gái trình báo công an địa phương. Thời điểm đó, công an xã Hòa Khánh Tây kiểm tra tỉnh thất Bồng Lai nhưng không thấy ai có tên là Võ Thị Diễm My. Đồng thời, nơi này cũng không đăng ký tạm trú cho ai có tên giống với cô gái 23 tuổi này. Đến ngày mùng 5 tháng 10 năm 2019, gia đình Diễm My một lần nữa gửi đơn trình báo về việc con gái mình đang ở nhà bà Cúc nhưng cơ quan chức năng vẫn không tìm thấy My. Khoảng nửa tháng sau, ông Võ Văn Thắng, bố Diễm My, nhận điện thoại từ ông Lê Tùng Vân, 88 tuổi, tạm trú tại Tịnh Thất Bồng Lai, thông báo con gái đang ở nhà bà Cúc. Ông Thắng cho biết là ông Vân cho gia đình đến gặp Diễm My nhưng không được đưa cô gái đi. Ba bên sau đó đã gặp nhau tại trụ sở công an xã Hòa Khánh Tây, kể lại thời điểm đó. Ông Thắng cho biết là Diễm My như bị đầu độc. Con gái tôi sợ bố mẹ, sợ gia đình, dường như con gái tôi bị mất bản năng con người, là con của anh nó không nhớ được, bố Diễm My nói với Dinh. Theo ông Thắng, sau hôm đó gia đình đưa được My về nhà, nhưng cô gái này cũng tiếp tục bỏ đi và bật vô âm tín gần 2 năm nay. Con nó đi được một ngày, đã lo rồi, huống chi nó đi 2 năm, mình không biết tung tích. Giờ chỉ mong cơ quan chức năng hỗ trợ tìm kiếm, ông Thắng chia sẻ. Lùm xung xung quanh võ thị Diễm My, sau sự việc con gái bỏ nhà và đến tỉnh thất Bồng Lai sinh sống, chiều ngày 24 tháng 10 năm 2019, gia đình ông Thắng và hàng xóm khoảng 20 người đã đến đập phá, hành hung người ở nơi này với mục đích đưa con gái về. Vụ việc khiến Lê Thanh Nhị Nguyên, 21 tuổi bị thương ở mặt phải nhập viện cấp cứu. Ngoài ra, người đại diện tỉnh thất Bồng Lai có trình báo công an mất 225 triệu đồng và cục đá thạch anh nặng 7 kg. Điều tra vụ việc này, công an huyện Đức Hòa đã làm việc với Võ Thị Diễm My, cô gái này khi đó khẳng định không hề bị bắt cóc và giam giữ tại tỉnh thất Bồng Lai mà thật lòng muốn đi tù con sợ bị ba mẹ nhốt trong phòng và cắt đứt mọi liên lạc bên ngoài để ép từ bỏ chuyện đi tu sống trong hoàn cảnh đó con thấy khổ sở hơn việc bị la mắng đánh đập con có quay clip cảnh ra tiệp cắt tóc cạo đầu gửi về gia đình là đi tu thật chứ không phải theo trai Diễm My nói vào thời điểm trên trả lời cơ quan chức năng về vấn đề này đại diện Tịnh thất Bồng lai cam kết sẽ lo cho cô gái này ăn học đến khi My lấy chồng sau đó gia đình ông thắng đồng ý cho My ở lại nhà bà Cúc nên công an huyện Đức Hòa làm thủ tục lưu trú cho Diễm My ở lại Tịnh thất từ thời điểm này Diễm My cắt đứt mọi liên lạc với gia đình Cuối năm 2021, công an tỉnh Long An nhận được nhiều tố cáo về việc những người sống trong tỉnh thất Bồng Lai có dấu hiệu trục lợi, tu tại gia, nuôi trẻ mồ côi, cơ nhỡ để kêu gọi từ thiện, trục lợi từ thiện và lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức cá nhân loạn luân. Qua điều tra, công an tỉnh này khởi tố ông Lê Tùng Vân 89 tuổi, Lê Thanh Hoàn Nguyên 32 tuổi, Lê Thanh Nhất Nguyên 31 tuổi, Lê Thanh Trùng Dương 27 tuổi và Cao Thị Cúc 62 tuổi cùng ngụ huyện Đức Hòa về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân. Tuy nhiên, tung tích của Võ Thị Diễm My vẫn là một bí ẩn. Gia đình và cơ quan chức năng không tìm thấy cô gái sinh năm 1999 tại tỉnh Thất Bồng Lai. Đến ngày 6 tháng 1, gia đình ông Thắng bất ngờ nhận được thông tin con gái mình đang ở trong căn hầm tại tỉnh Thất Bồng Lai. Tuy nhiên, khi đến nơi, bố mẹ và người nhà Diễm My không thấy con gái. Cơ quan tỉnh Long An khi đó khẳng định thông tin trên là sai sự thật. Cơ quan chức năng chưa biết Diễm My đang ở đâu. Công an tỉnh Long An đề nghị người dân khi có thông tin hay phát hiện Diễm My thì báo ngay cho cơ quan chức năng qua số điện thoại 0693 609 113 hoặc là 0842 728 599.